very well. And I would like to interview you. I grain in a curry, yes. And I will put some water. You can see more detail about the grain. Yes. Look, this is high grain. Why? No grain. And can you see in this side? High grain, no grain. Clean. Đúng nước quá, không như này. And this one also. Tất cả những cái này để cho tự cỡ nhỏ đấy. Look at this one. 5 gram. 5 gram. Here we also have 5 gram. Đó, cái nước này là nhất rồi. And this one also 5 gram. Đấy, cái đấy, cái bề mặt này. Bề mặt. 5 gram. And look this one. Ừ. Không cần. Đấy, số lượng đây là chục công cũng thoải mái luôn. Đúng không? Right now we have a lot in stock. These products are available. So if you're interested in this product, please call us. Thank you so much and goodbye.